tội đồ của buôn làng Tây Nguyên. Dư luận Việt Nam những ngày qua đều tỏ ra bất bình trước hành động can thiệp thô bạo, đòi bảo trợ cho tên khủng bố nguy hiểm của buôn làng Tây Nguyên là uy kinh bê đắp. Chẳng hạn như mới đây, VOA tiếng Việt loan tin. Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc hôm ngày 4 tháng 7 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam yêu cầu Thái Lan dẫn độ người tị nạn và người bảo vệ nhân quyền uy kinh bê đắp, đồng sáng lập nhóm người thượng vì công lý. Không hiểu vì sao một kẻ cầm đầu tổ chức người thượng vì công lý làm tay sai cho số fluoro lưu vong, lôi kéo mọi người tham gia tuyên truyền chống phá nhà nước, lại trở thành một kẻ hoạt động nhân quyền cần được bảo vệ như vậy. Y Quỳnh Bế Đắp từng hoạt động chống phá trong nước, bị bắt xử lý, từng được cơ quan chức năng giáo dục và cho hưởng sự khoan hồng. Nhưng ra tù vẫn ngựa quen đường cũ, sau cùng vợ con vượt biên sang Thái Lan, trở thành tay sai tích cực cho đám fluoro lưu vong và tổ chức cơ hội lưu manh. BPSOS. Liên quan đến vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 xảy ra tại huyện Cư Kuin, Uy Kinh Bê Đắp đã liên lạc chỉ đạo cho các đối tượng trong nước tham gia với hành vi hết sức man rợ, mất hết nhân tính và gây phẫn nộ cho dư luận. Tháng 8 năm 2023, cơ quan chức năng Việt Nam đã ra quyết định khởi tố truy nã Uy Kinh Bê Đắp về tội khủng bố. Tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xét xử vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố, tổ chức trái phép cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại huyện Cư Cú vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 và tuyên phạt Uy Kinh Bê Đắp 10 năm tù giam. Tại phiên tòa, các bị cáo đều công khai thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng với hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối hận, có lời xin lỗi với các bị hại, mong được tòa khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Uy Kinh Bê Đắp chính là kẻ đã chỉ đạo việc khai thác triệt để qua các trang mạng xã hội nhằm liên lạc, kích động những người thiếu hiểu biết trong nước thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, bất hợp tác với chính quyền, gây mất an ninh trật tự và chống phá chế độ. Trên thế giới, mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ do khác biệt về hoàn cảnh lịch sử, giá trị truyền thống, trình độ phát triển, chế độ chính trị đều có cách tiếp cận nhân quyền phổ quát là khác nhau. Ông Lý Quang Diệu, cố thủ tướng Singapore đã từng khẳng định, không ở đâu trên thế giới các quyền này lại được phép thực hiện mà không có những giới hạn vì nếu áp dụng một cách mù quáng những ý tưởng này có thể đi theo hướng hủy hoại xã hội có tổ chức. Nói thêm về tổ chức MSFG, với vỏ bọc đấu tranh đòi công lý cho người thượng ở Tây Nguyên, bản chất chuyên xuyên tạc bóp méo vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo dân chủ nhân quyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi và đòi đi khai tự trị. Tổ chức này liên kết và nhận sự hậu thuẫn của các tổ chức phản động khác thường xuyên tuyên truyền, kích động, chống phá, lôi kéo, móc nối với các đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài và người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài. Việc y kinh bê đắp và tổ chức MSFG núp danh nghĩa hoạt động về nhân quyền và tự do tôn giáo để tuyên truyền, kích động, ủng hộ bạo lực, phản động, khủng bố thì cần phải được xử lý nghiêm bằng pháp luật. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Vậy nên, cần phải hiểu quyền con người không đồng nghĩa với việc muốn làm gì thì làm. Những kẻ nhân danh nhân quyền để phá hoại nền dân chủ độc lập và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nước ta đều phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, cho dù là các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc hay bất kỳ quốc gia nào không thể bao che chạy tội rửa tội cho những kẻ vi phạm pháp luật việt nam nhất lại là tội phạm liên quan tới khủng bố